Rồi, hello anh em nhá. Mình là Duy, chuyên gia review rào. Hôm nay mình sẽ review cho anh em về một cái tiệm buôn bán và sửa chữa xe máy, xe điện tại thị trấn Thiên Cầm. Đó là tiệm sửa xe máy, xe điện Đình Kỳ. Đấy. Chuyên gia sửa chữa rất là nhanh gọn và uy tín tại Thiên Cầm. Đấy, mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy. Hiện tại thì đây là một cơ sở mới được mở ở tại thị trấn Thiên Cầm. Trong tiệm này có rất nhiều là các dòng xe như xe đạp điện, rồi xe đạp thường, rồi các loại xe cũ. Đấy, bạn ấy vẫn buôn bán xe cũ nữa nhé. Thì lượng khách hàng thì rất là đông. Mình thấy có rất nhiều dòng xe điện. Xe đạp điện, không, đấy là xe máy điện. Đấy, dòng xe máy điện rất là hiện đại, rất là mới, vừa mới nhập về luôn. Đấy, rồi có các dòng xe đạp thể thao, xe đạp thương cho các em nhỏ. Đấy, rất là nhiều màu mả luôn. Đấy. Đấy, ở đây có một cái dòng xe huyền thoại, đó là xe Thống Nhất huyền thoại một thời ấy. Đấy, còn đây là dòng xe đua. Đấy, còn về đây là xe máy điện. Ở đây thì khá là nhiều xe, rất là nhiều loại dòng xe cho anh em lựa chọn luôn. Mọi người tới đây lựa chọn. Đấy, đây có một cái dòng xe này là xe đạp, gọi là xe đạp thể hình. Đấy, mình đạp bộ thoải mái luôn, đẹp bố. Hiện tại thì mình đến review thì chuẩn bị có mấy cái xe xuất xưởng luôn, khách hàng đến tận nơi để mua. Đó, tuyệt vời luôn anh em ạ. Nhân dịp khai trương thì bên quán sửa xe Đình Kỳ họ đang có chương trình tri ân cho khách hàng rất là lớn. Mọi người nhớ đến ủng hộ cho tiệm sửa xe Đình Kỳ nha. Hẹn gặp lại anh em trong các video review tiếp theo.